Thưa quý vị, những ngày đầu xuân Nhâm Dần, nông dân trồng màu huyện Cần Giuộc đã tất bật chuẩn bị xuống giống vụ mới để phục vụ thị trường. Gia Tết xong này cũng định xuống mới ngồi rí cải ngọt. Công việc mình phải làm chứ nghỉ lâu cũng đâu có được đâu. Mình phải cố gắng mình làm, mình kiếm tiền chứ giờ vật chất lên cái gì cũng lên chứ mình ở không mình cũng đâu có sống nổi. Tôi cũng đang tranh thủ là xuống cải ngọt, cải xanh, hành lá để chuẩn bị phục vụ cho vào cái đợt mà sau Tết này, vào tới tháng mưa, sau mưa. Tại vì cái vào mà cái vùng này mà vào tới sau mưa thì cải nó sẽ bị dập nhiều, nên vào tháng mưa ít trồng, nhưng mà tranh thủ là trồng lúc này. Sau Tết, giá rau màu vẫn duy trì ở mức khá, nên nông dân yên tâm sản xuất. Tuy nhiên, tình hình giá vật tư nông nghiệp đang ở mức cao, làm tăng giá thành sản xuất, giảm lợi nhuận của người nông dân. Giá cả thì mướp 10.000, còn dưa leo 12.000, có đậu bắp được 15.000, bí cũng 10.000. Giá này là sống khỏe rồi, cái đó là ngon lành rồi đó. Hồi mùng 1 Tết rồi thì cắt tới bây giờ là ngày nào lái cũng vô lấy hết ráo luôn mà. Bước sang năm 2022, sản xuất nông nghiệp sẽ đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và tình hình thời tiết. Nhưng với tinh thần vượt khó, nỗ lực thích ứng, cây giống nông dân Cần Giuộc sẽ có vụ mùa bội thu.